Xin chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Và mình xin tự giới thiệu, mình là một họa sĩ tự do và mình rất thích vẽ tranh và tô màu. Ngày hôm nay mình sẽ tô màu những bức tranh thật là đẹp và tuyệt vời để gửi tặng đến các bạn. Và mình rất mong rằng các bạn hãy ủng hộ mình bằng những lượt like và lượt đăng ký kênh khi xem video của mình. Mình xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và mình mong rằng các bạn luôn luôn ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn. Đầu tiên mình sẽ đi chọn màu để tô cho bức tranh của mình các bạn ạ. Các bạn hãy theo dõi quá trình mình đi tô màu nhé. Cảm ơn các bạn. Lần đầu ta gặp nhẹ bảo chưa yêu, ừ thì nhẹ chữ yêu. Bây giờ em nhẹ nhẹ. Anh không phải anh hùng, cũng đều phải là siêu nhân. Nếu ngày ấy anh ngỏ lời thương và yêu đậm sâu với em, em có tin anh và nắm tay anh và cùng đi qua từng mùa đông sẽ buồn. Nếu ngày ấy anh là chàng trai mà em về bên ước ao, sau năm 20 có ra sao thì giờ đây anh đã có câu chuyện thật đẹp.
Như vậy là mình đã hoàn thành xong tác phẩm tô màu của mình rồi các bạn. Các bạn thấy đẹp thế cho mình xin lượng like, lượng đăng ký kênh. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Tạm biệt các bạn.